Chúng ta cùng thực hành tiếp bài số 4. Tiếng Anh lớp 8. Phần Looking Back. Trong phần này chúng ta sẽ làm bài tập để ôn tập về từ vựng và ngữ pháp. Yêu cầu bài tập số 1. Nối những từ và cụm từ với bức tranh đúng. Weaving, dệt. Minority group, dân tộc thiểu số. Open fire, bếp lửa. Fishing, đánh bắt cá. Folk dance, là điệu múa dân gian. Các em có thể tạm dừng video và tập làm trước khi tham khảo đáp án sau đây. Yêu cầu bài tập số 2, hoàn thành các câu với những từ và cụm từ dưới đây. Sticky rice, gạo nếp. Folk songs, những bài hát dân gian. Communal house, nhà rông. Staircase, bậc cầu thang. Musical instruments, nhạc cụ. Câu số 1. Minority groups have their own, like dancing gong drum. Các dân tộc thiểu số thì có cái gì đó riêng của họ, ví dụ như là đàn tính, cồng chiêng hay là đàn drum. Thì các em thấy đó chính là những nhạc cụ, cho nên chúng ta sẽ viết vào đây cho cô là musical instruments. Câu số 2. The king used to make bánh chưng and bánh tét. Người kinh sử dụng cái gì để làm bánh chưng và bánh tét? Thì các em thấy đó chính là gạo nếp. Chúng ta sẽ điền cho cô cụm từ sticky rice. Câu số 3. For most minority groups like the Bana and Ede, usually known as wrong house is the heart of the village. Đối với hầu hết những dân tộc thiểu số như là Bana và Ede, thì cái gì đó được biết đến như là nhà rông có vị trí ở giữa làng. Thì chúng ta có thể điền vào đây cho cô cụm từ là communal house. Câu số 4. My grandmother taught me to sing many. Bà của tôi đã dạy tôi hát nhiều. Thì ở đây chúng ta có thể điền cho cô cụm từ là folk songs. Bà tôi đã dạy cho tôi nhiều những bài hát dân gian. Và câu số 5. Of a Mung Steelhouse has a not number of steps, 5, 7 or 9. Cái gì đó trong nhà sàn của người Mường thì có số bậc lẻ đó là 5, 7 và 9. Thì các em thấy đó chính là cầu thang. Các em sẽ điền cho cô là staircase. Yêu cầu bài tập số 3. Viết những câu hỏi từ gợi ý dưới đây. Đối với việc viết câu hỏi thì các em cần chú ý cho cô một số điều sau đây. Chúng ta hãy xác định cho cô đâu là chủ ngữ, đâu là động từ. Và trong câu thì các em sẽ dùng thì nào của động từ. Đó là dạng câu hỏi nào, câu hỏi yes, no hay là câu hỏi có từ để hỏi. Và chúng ta cũng cần chú ý một số những cái trạng từ trong câu. Đó là những cái trạng từ chỉ thời gian để chúng ta xác định được xem đó là thì nào. Ở câu số 1 cho chúng ta những phần gợi ý như sau. You attend the Hermes Moon Worship Festival last year. Như vậy thì chủ ngữ sẽ là you. Attend là động từ. Và cụm từ the Hermes Moon Worship Festival là lễ hội cúng trăng của người Khmer. Còn cụm từ last year, năm ngoái, nó sẽ thể hiện về thì của động từ, đó là thì quá khứ đơn. Ở đây thì các em không thấy từ để hỏi, như vậy chúng ta có thể đặt câu hỏi yes, no. Bạn đã tham dự vào lễ hội cúng trăng của người Khmer năm trước phải không? Did you attend the Khmer's Moon Worship Festival last year? Câu số 2. How many ethnic minority groups Việt Nam? Thì câu này chúng ta có từ để hỏi là how many. Cụm từ ethnic minority groups là những dân tộc thiểu số. Như vậy thì câu này chúng ta có thể đặt câu hỏi là có bao nhiêu dân tộc thiểu số ở Việt Nam? How many ethnic minority groups are there in Vietnam? Câu số 3. Các em có từ để hỏi là where, ở đâu? Và the Hmong, cái này sẽ làm chủ ngữ và động từ live. Như vậy câu này chúng ta sẽ đặt một câu hỏi có từ để hỏi. Câu này không có từ gợi ý về thì của động từ. Với hơn nữa là thông tin về một dân tộc nào đó sống ở đâu thì đó cũng là một sự thật ở hiện tại, cho nên các em sẽ chia cho cô ở thì hiện tại đơn. Các em sẽ đặt câu hỏi như sau. Where do the Hmong live? Người Hmong sống ở đâu? Câu số 4 thì chúng ta sẽ có từ để hỏi là what. Chủ ngữ sẽ là you, động từ là do. Cụm từ the Ede's Harvest Festival, lễ hội mùa màng của người Ede. Và các em có cụm từ last October, tháng 10 năm ngoái. Như vậy câu này sẽ chia ở thì quá khứ đơn. Chúng ta sẽ có câu hỏi có từ để hỏi là what. Các em có thể đặt câu hỏi là bạn đã làm gì ở lễ hội mùa màng của người Ede vào tháng 10 năm ngoái? What did you do at the Ede's Harvest Festival last October? Và câu số 5 thì chúng ta sẽ có từ để hỏi là how.
cụm từ how old để hỏi về tuổi, minority children, trẻ em người dân tộc thiểu số, when, khi nào, they start helping the family. Như vậy chúng ta có thể đặt câu hỏi là trẻ em người dân tộc thiểu số thì bắt đầu giúp đỡ gia đình khi bao nhiêu tuổi? Chúng ta sẽ làm như sau. How old are the minority children when they start helping the family? Và qua bài số 3 này thì các em ôn tập lại cho cô cách đặt câu hỏi dạng câu hỏi yes, no và câu hỏi có từ để hỏi. Chúng ta cùng làm bài tập số 4 với yêu cầu. Có một từ gạch chân là từ sai trong mỗi câu. Các em hãy chọn và sửa nó. Câu số 1. A big steel house stands on high poles. Một ngôi nhà sàn nằm trên những cây cột cao. Thì các em có thể thấy hai từ được gạch chân ở đây là từ houses và poles. Chúng ta có thể thấy ở đầu câu có từ a, có nghĩa là một. Như vậy danh từ đứng sau nó phải là danh từ số ít. Mà danh từ này lại ở dạng số nhiều, houses. Và lý do thứ hai nữa là các em có thể thấy động từ stands đứng phía sau nó là động từ thường, thì động từ này thêm s. Động từ chỉ thêm s khi chủ ngữ là ngôi thứ ba số ít. Như vậy thì từ houses này sẽ là từ sai và chúng ta sẽ sửa nó, đưa nó về dạng nguyên mẫu, house. Có nghĩa là chúng ta sẽ chuyển về danh từ số ít. Câu số 2. The Lahu built their houses from wood and white banana leaf. Người La Hủ làm những căn nhà của họ từ gỗ và lá chuối hoang. Thì ở đây chúng ta có hai từ gạch chân là từ wood và leaf. Các em nhận thấy là wood là danh từ không đếm được thì chúng ta sẽ để ở dạng như thế này. Và từ leaf là lá, cái lá thì sẽ đếm được. Nó là danh từ đếm được. Mà khi làm nhà thì chúng ta cần phải nhiều lá chứ không phải là chỉ có một cái. Cho nên chúng ta sẽ chuyển danh từ này về danh từ số nhiều các bạn nhé. Chúng ta sẽ đổi cho cô thành leaves. Thì danh từ này nó bất quy tắc. Khi mà chuyển sang số nhiều, nó biến thành từ leaves như thế này, chứ nó không thêm s như thông thường. Câu số 3. Much people in remote areas travel on foot. Nhiều người ở vùng sâu vùng xa thì họ di chuyển bằng cách là đi bộ. Thì ở đây các em thấy có hai từ gạch chân là từ much và từ areas. Chúng ta có thể thấy là people là danh từ đếm được số nhiều. Như vậy đứng trước nó thì chúng ta phải dùng cho cô là many, không thể dùng từ much. Cho nên từ này sẽ là từ sai. Các em sẽ đổi nó thành many. Câu số 4. Most minority women weave clothes and do houseworks. Phần lớn phụ nữ người dân tộc thiểu số thì dệt vải và làm công việc nhà. Ở đây các em thấy là women là danh từ số nhiều thì để như thế này được rồi. Vậy còn danh từ housework, đây là danh từ không đếm được. Công việc nhà là danh từ không đếm được. Và danh từ không đếm được thì chúng ta sẽ không được quyền thêm s vào đây. Các em sẽ đưa nó về danh từ housework như thế này các bạn nhé. Và câu số 5. In the mountains, there is not many land for growing crops. Ở miền núi thì không có nhiều đất để trồng cấy. Các em thấy ở đây chúng ta có hai từ gạch chân, many và từ crops. Các em có danh từ land, có nghĩa là đất, nó là một danh từ không đếm được. Vậy thì chúng ta phải dùng với much, không thể dùng với many. Many là chúng ta dùng với danh từ đếm được số nhiều. Cho nên Kem sẽ chọn từ này là từ sai và chúng ta sẽ sửa nó cho cô thành từ much. Như vậy thì qua bài tập số 4 này Kem ôn lại về cách phân biệt danh từ số ít, danh từ số nhiều, danh từ đếm được, danh từ không đếm được, cách sử dụng của many và much. Và đó cũng chính là nội dung ngữ pháp quan trọng của tiết học ngày hôm nay, phần looking back của bài số 4. Hẹn gặp lại Kem trong video bài học tiếp theo.